Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn có tin quốc tế và tin Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần tin quốc tế và Hoa Kỳ thì vẫn nhắc quý vị ở trên channel của Phượng Mai Official, phim Cạn dầu đã có trên đây. Mong rằng quý vị sẽ qua đó xem để hỗ trợ cho anh chị em nghệ sĩ. Bên cạnh đó, chúng tôi đã có những cuộc phỏng vấn với Trang Thanh Lan, Linh Tâm Hương Lan, Phượng Mai Mỹ Huyền về cuốn phim Cạn dầu. Quý vị muốn nghe tâm tình của anh chị em nghệ sĩ lúc đóng cuốn phim này như thế nào? và à, kịch bản ra sao và những câu chuyện sau hậu trường thì quý vị có thể vào trong đó xem thứ nhất là để biết thêm về cái lúc thực hiện của phim cạn dầu thứ hai là hỗ trợ tinh thần cho anh chị em nghệ sĩ à, thực hiện những cái tác phẩm mới, những cái sản phẩm mới để cống hiến cho quý vị. Bên đó họ cần cái view của quý vị nhiều hơn là bên đây của tôi, bởi vì à, bên đây của tôi là chủ yếu là về thời sự, tin tức. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại đi vào phần tin tức ngày hôm nay của chúng ta. Đầu tiên hết là tin Hoa Kỳ. Bà Tulsi cựu dân biểu của Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Hawaii đã lên tiếng và cho rằng chính quyền của Joe Biden đang bị đấm vào trong cái tư tưởng cực tả, chính quyền của Joe Biden gần như đang đưa tới một cái sự nguy hiểm cho cái nền pháp trị và kể cả bản hiến pháp của Hoa Kỳ đẩy vấn cái xã hội quản trị theo lối dân chủ của Hoa Kỳ vào trong cái tình trạng nguy hiểm đó là lời khẳng định của một trong những ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trước đây là bà Tulsi đã nói với đài truyền hình Newsmax vào ngày thứ hai những gì mà chúng ta đã mất là một cái nền pháp trị và uh, những người uh, được xem là quyền lực nhất của quốc gia chúng ta đã không được tôn trọng trong cái nền luật pháp và hiến pháp và chúng ta đã mất đi cái nền dân chủ của chúng ta bà Gappa đã phát biểu trên đài truyền hình Newsmax sau khi mà có những cái sự đe dọa đến tới các cá nhân của các chánh án trong tối cao pháp viện bà đã lên tiếng chỉ trích ông uh, Bộ trưởng đặc trách về giao thông vận tải là Pete Buttigieg khi ông này cho rằng là À, những à, cái à, quan tòa, cái à, việc mà ông Brett Kavanaugh đang bị à, sách nhiễu bởi những kẻ biểu tình và cho rằng đây là quyền tự do về bày tỏ tư tưởng. Tôi không đồng ý với ông ta, đặc biệt là trong trường hợp này. Vâng, à, vấn đề của các nhân viên à, và làm việc công chúng và phục vụ cho công chúng à, là có thể sẽ bị biểu tình ở một cái góc cạnh khác. Tuy nhiên, những gì Pete đã cố tình không thừa nhận là cái luật 1507 à, rõ ràng là phải à, bảo vệ cho cái... À, gia đình của các chánh án không bị sách nhiễu và bị uh, uh, gây ảnh hưởng tới cả các quyết định của chánh án. Đây là cái hành động được xem là cấp tiến và tôi cho rằng họ cố tình diễn giải và giải thích cho những cái hành động vi phạm luật pháp này. Đây là lời phát biểu mạnh mẽ của bà Tushikapra sau khi mà ông Merrick Garland đã bắt đầu đưa ra và đã thiếu cái sự hành động trong cái đạo luật về của Hoa Kỳ trong đó gọi là 1507 trong đó là không thể gây ảnh hưởng tới quan chánh án hay là Tòa án trong việc mà họ đưa ra những quyết định về tư pháp đó là một trong những lời khẳng định của bà Tulsi và lên tiếng chỉ trích chính tòa bạch ốc và Joe Biden là những kẻ đã thúc đẩy những cái tư tưởng cực tả và xóa đi cái nền tư pháp vốn có của Hoa Kỳ là một nền pháp trị và uy hiếp tới cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay cùng một lượt liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay những người ủng hộ cho ông Bernie Sanders một thành viên ở trong à, thượng viện của Hoa Kỳ thuộc khuynh hướng xã hội chủ nghĩa đã phát động chiến dịch thúc giục ông Joe Biden là không nên ra tranh cử tổng thống năm 2024, được xem là một trong những tổ chức ủng hộ cho ông Bernie Sanders và được xem là thành phần phóng túng cực tả của đảng à, Dân Chủ. Đó là à, năm 2020 cho tới năm, 2000, năm 2016 cho tới năm 2020. Họ đã bắt đầu phát động chiến dịch một ngày sau khi mà bắt đầu à, thực hiện cái cuộc bầu cử vào giữa mùa trong đó thúc giục ông tổng thống Joe Biden không nên tái tranh cử năm 2024. Ông Joe Biden không nên tái tranh cử đó là lời phát biểu của Group Action, một trong những cái tổ chức mà ủng hộ cho ông Bernie Sanders trong những chính sách xã hội chủ nghĩa của ông ta và nó phản ảnh việc mà ông Joe Biden đã không nên ra tái tranh cử là bởi vì ông ta đã thất bại trong nhiều vấn đề liên quan tới vấn đề nội địa của Hoa Kỳ và đặc biệt ông ta đã không giữ lời cam kết trong những cái nghị trình mà ông ta đã hứa trước đây trong việc mà À, thúc đẩy những chính sách mà họ gọi là à, an sinh xã hội trong đó họ nói rằng sự đe dọa của những à, thành viên cực đoan trong đảng cộng hòa đã là một mối à, đe dọa lớn với lại cái à, sự gọi là dân chủ của hoa kỳ trong đó thì kể từ khi mà họ bắt đầu à, À, ủng hộ cho ông Jordan theo lời đề nghị của ông Bernie Sanders thì nay cái tổ chức này đã liên đã lên tiếng và khẳng định rằng ông ta không nên ra tranh cử năm 2024. Trong khi đó thì tờ The Hill báo cáo là kể cả bà và phó tổng thống Kamala Harris cũng không nên ra tái tranh cử trở lại bởi vì à, việc này sẽ gây hại cho tất cả những chính sách mà họ cho rằng là tốt về an sinh xã hội tuy nhiên đối với công mắt người Mỹ đây là những chính sách cực tả và xã hội chủ nghĩa đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay trong khi đó thì à, AOC tức là ocasio Conte đã lên tiếng đòi hỏi thượng viện là phải uh, tìm và điều tra lại về việc mà gọi là đề cử trong uh, chánh án trong tối cao phát hiện liên quan tới uh, ông Brett Kavanaugh mà trong đó họ nói rằng có những cái sự dối trá trong lúc mà che giấu về việc lật đổ phán quyết năm 1973. Việc đề cử và được xác nhận trong cuộc điều trần tại thượng viện thì uh, phía tư pháp đã không nói với người dân Hoa Kỳ và đặc biệt là cái uh, vấn đề mà lật đổ cái phán quyết Roe v Wade năm 1973 đã không được hỏi tới và giờ đây thì phía thượng viện cần phải mở lại cuộc điều tra về cuộc điều trần này. Trong khi đó thì bà thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa là bà Susan Collins cùng với thượng nghị sĩ Joe Manchin lên tiếng cáo buộc là phía bộ tư pháp đã có những cái hành động được xem là che giấu ở trong cái cuộc nói chuyện trong lúc mà xác nhận. Đây không phải là lần đầu tiên EOC đã tấn công vào các người đã được đề cử vào chức chánh án thuộc phía bảo thủ trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình NBC mid Press vào tháng 6 thì Okasu Conte cũng lên tiếng và đòi đàn hạch đối với những ai khai mang trong cuộc điều trần và trong đây thì bà ta cáo buộc là có những sự dối trá ở trong cái lời khai của các vị đã được đề cử trong tránh án đặc biệt là ông ca Pet uh, người được xem là một trong những người đã bị tấn công dữ dội bởi thành phần cánh tả trong lúc mà ông được đề cử vào chiếc chánh án của Tối cao Pháp viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì công luật sư công ty Trader lên tiếng nói rằng Ông Musk loại trừ cái thỏa thuận mà mua lại công ty Trader là không có giá trị và sai lạc. Luật sư đại diện cho công ty Trader đã lên tiếng và chỉ trích lại ông Elon Musk vào ngày thứ hai và nói rằng trong một cái lá thư mà ông Elon Musk và luật sư của ông gửi ra trong đó là chấm dứt việc mà ông thu mua lại công ty này à, với giá 44 tỷ Mỹ Kim là một điều à, vô giá trị và sai lạc. Theo tường trình của email thì... À, là ông Elon Musk cáo buộc công ty này đã không đáp ứng lời đòi hỏi là cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới những tài khoản giả và cái thỏa thuận này không thể bị loại trừ à, cái à, à, cái lá thư gọi là Ben debt commitment letter và cái à, gọi là công bằng về chống về, về thu mua thì Twitter đòi hỏi ông Musk và cả, cả cái công ty của ông Musk là phải tiếp tục à, làm việc với cái thỏa thuận này trước đó thì ông musk đã trên sau khi mà bị đe dọa kiện bởi công ty twitter thì ông musk đã bỏ trên twitter những tấm hình mà ông đã có nở mặt cười và nói rằng trước đây tôi mua twitter thì họ phản đối tôi mua twitter và sau đó thì họ đã không cung cấp đầy đủ những cái thông tin về những tài khoản giả và cuối cùng bây giờ họ lại ép tôi phải đi mua twitter đây là một trong những tấm hình mà ông Elon Musk đã bỏ trên Twitter sau khi mà công ty này đe dọa là sẽ mướn những văn phòng luật sư đứng đầu của nước Mỹ để khởi kiện ông chủ của công ty Tesla sau khi mà ông chấm dứt cái hợp đồng mua công ty này với giá 44 tỷ Mỹ Kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tình trạng lạm phát có thể đạt tới mức 8.8% trong tháng 6. Một trong những cái chỉ số về thị trường tiêu thụ CPI đã đưa ra một cái lời tiên đoán là sẽ có một cái trận đại dịch mới, trong đó là mức lạm phát sẽ tăng tới 8.8% trong tháng 6 theo tường trình của một cái tổ chức có tên gọi là Economist Bloomberg Survey, trong đó nếu như mà nó nhảy lên 1.1% so với năm ngoái và đây là tháng thứ ba liên tục là cái mức lạm phát đã duy trì và tăng lên chứ không giảm xuống tình trạng giá xăng cao và giá thực phẩm cao đã phản ảnh được cái tình trạng à, nền kinh tế của Hoa Kỳ đang đối diện với lạm phát và trong đó hiện nay thì à, đã khoảng à, gần 5 galon một à, Mỹ à, một à, một gần 5 mỹ kim cho một galon xăng và trong đó cho thấy rằng là chỉ số tiêu thụ của người dân sẽ bị giảm xuống. Vấn đề giá xăng cao đã khiến cho mức chấp thuận ông Joe Biden xuống dưới khoảng 30% và đây được xem là một trong những cái mức mà đã được tờ New York Times thăm dò đưa ra giữa lúc mà ông này đang chuẩn bị bay tới Trung Đông để mà tìm cách ra tăng cường cái sản lượng dầu thô theo tường trình của hãng thông tấn Bloomberg và chuyên gia kinh tế của hãng thông tấn Bloomberg chỉ ra cho thấy chỉ số CPI tức là thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ trong tháng 7 sẽ không được uh, bút ấp tương tự như những năm uh, những năm trước đây và mức uh, lạm phát của tháng uh, năm vừa qua là ở mức 8.6% cao nhất kể từ năm 1981 và nếu như mà tôi có thể đúng và việc này thì uh, việc mà giảm đi cái chỉ số của CPI uh, là cho thấy rằng là mức tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ đã giảm đi. Omar Sharif, một trong những nhà sáng lập của cái công ty nghiên cứu về lạm phát gọi là Inside LLP, LLC đã nói với lại hãng thông tấn Bloomberg, việc lạm phát đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tất cả các gia đình và việc mà đối phó với lạm phát, họ vẫn chưa có một chiến lược rõ ràng. Đây là lời phát biểu của một trong những nhân vật à, chuyên về cái công ty về nghiên cứu về tình trạng lạm phát trên toàn cầu đã đưa ra lời phát biểu như trên với hãng thông tấn Bloomberg. Đây được xem là một trong những cái à, thách thức đối với ông Joe Biden trong cái lúc mà ông ta chuẩn bị bay qua Trung Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các tiểu thương tại Hoa Kỳ đã đạt tới mức thấp nhất trong vòng 9 năm rưỡi qua, tức là mức mà buôn bán họ đã gặp khó khăn. Các tiểu thương tại Hoa Kỳ đã giảm cái mức thấp nhất trong vòng 9 năm rưỡi qua trong tháng 6 về lo ngại của lạm phát. Tuy nhiên, việc mà đòi hỏi của thị trường lao động vẫn tiếp tục vẫn tăng tức là vẫn có những chuyện thuê mướn người nhưng lại không có người đi làm. Theo tường trình của National Federation of Independent Business, gọi tắt là NFIB, cho biết là cái chỉ số của các tiểu thương đã rớt xuống 3.6% vào tháng trước là ở mức là 89.5, mức thấp nhất kể từ tháng Giêng năm 2013. Và À, 34% những người thì, à, chủ nhân các cơ sở tiểu thương nói rằng lạm phát là một trong những vấn đề lớn nhất mà họ phải đối diện trong các cái uh, cơ sở thương mại của họ và gia tăng 6 điểm so với tháng 5 và con số cao nhất từ uh, cái uh, tam cáo nguyên nguyệt thứ tư của năm 1980, chỉ số mà tiêu thụ cũng đã bị giảm đi do tình trạng của đại dịch và tình trạng lạm phát và nó đã được xem là con số thấp nhất kể từ năm 1980. Trong đó thì uh, Quỹ dự trữ liên bang đã bắt đầu có những cái chính sách về tiền tệ, trong đó cố gắng thúc đẩy Hoa Kỳ làm sao tránh được một cơn suy thoái diễn ra từ đây cho tới cuối năm và trong đó đã cái mức mà gọi là tăng cường cái điểm của cái việc mà chống lạm phát lên tới 150 điểm. Trong đó thì NFIB đã đưa ra cho thấy 50% các chủ nhân các công ty của tiểu thương đã mở ra công việc làm nhưng mà vẫn không có đủ người làm việc trong tháng 6 và kể cả trong tháng 5 và điều này cho thấy là nó tác động rất mạnh đối với các tiểu thương, ngành tiểu thương được xem là một trong những nền kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ. Nếu như ngành tiểu thương bị ảnh hưởng thì có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng cái tình trạng gọi là suy thoái kinh tế ở toàn quốc sẽ diễn ra vào từ đây cho tới cuối năm và kéo dài cho tới hết năm 2023. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Đài Loan đã bác bỏ không cho cặp bến hai chiếc tàu chở nắm từ Trung Quốc. Bản tin mới nhất từ ở Đài Bắc cho biết là việc mà nhập cảng nấm từ Trung Quốc đã bị bác bỏ bởi cái lực lượng kiểm tra ở biên giới và hải quan của Đài Loan sau khi họ phát hiện trong đây là có cái mức gà, gọi là vượt quá cái giới hạn về tính tình trạng gọi là an toàn thực phẩm của cơ quan FDA của Đài Loan đã thông báo vào ngày 12 tây tức là ngày thứ ba. Theo tường trình của FDA Đài Loan cho biết thì có khoảng 5.100 kg các cái loại nấm làm trà đã được nhập cảng từ hai công ty của Trung Quốc được phát hiện trong đó là có những cái chất được xem là quá mức giới hạn của về an toàn của cơ quan FDA và những cái mushroom tức là những cái nấm này đã được trả trả về cho cái người gửi đến hoặc là đã bị phá hủy theo cơ quan FDA thì Bản tin cho biết là cái mức mà gọi là chất thủy ngân và chất độc ở trong cái loại nấm này đã vượt quá 0.11 ppm à, trong đó thì à, là có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó thì phía Đài Loan đã ngăn chặn và không cho phép những cái nấm này từ Trung Quốc nhập cản vào thị trường của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Nam Hàn đã bắt đầu gia tăng mạng lưới an ninh sau cái chết của ông Seo Abe, trong lúc mà đại sứ Hoa Kỳ đang dự tính là sẽ tham gia vào một cái cuộc diễn hành của giới đồng tính tại Nam Hàn. Bản tin cho biết là Nam Hàn đã gia tăng cái uh, mạng lưới an ninh của họ tiếp theo sau vụ ám sát ông cựu thủ tướng của Nhật Bản là Shinzo Abe. Các viên chức cho biết vào ngày thứ ba bao gồm, là gồm luôn cả việc mà sẽ có một cuộc diễn hành của giới đồng tính mà trong đó có sự tham dự của đại sứ Hoa Kỳ uh, diễn ra vào cuối tuần này. Một nhóm những người biểu tình đòi hỏi ở bên ngoài tòa đại sứ Hoa Kỳ vào tuần trước khi mà Philip Goldberg người được xem là đại sứ của Hoa Kỳ tại Nam Hàn đã tới quốc gia này và cáo buộc rằng là À, à, hoa kỳ là một quốc gia đi theo chủ nghĩa của cái à, gọi là à, cái chủ nghĩa đa giới tính đây là một trong những lời cáo buộc của những người bảo thủ và thuộc giáo hội của à, nam hàng và nói rằng là chủ nghĩa của đế quốc văn hóa đồng tính này gây nguy hiểm cho cái xã hội của nam hàng trong khi đó thì giới mật vụ bảo vệ cho phủ tổng thống cho biết họ đã gia tăng mạng lưới an ninh giữa lúc mà tổng thống john sujong và cùng với lại cái cảnh sát quốc gia đang đưa ra lệnh là sẽ gia tăng cái mạng lưới bảo vệ cho những yếu nhân của nam hàng ngoại trừ tổng thống trong khi đó thì cảnh sát cho biết rằng là sẽ có một cái cuộc diễn hành văn hóa của giới đồng tính diễn ra vào ngày thứ bảy và sẽ có sự hiện diện của đại sứ Goldberg, một trong những đại sứ của Hoa Kỳ tại Nam Hàn và vấn đề gọi là à, 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 gọi là đa giới tính à, là bất hợp pháp tại Nam Hàn trong đó đang có lúc mà đã đang có cái sự vận động của giới đồng tính tuy nhiên những nhà hoạt động nói rằng có rất nhiều những người đồng tính đã bị đã bị tổn thương trong vấn đề những cái tội ác thù ghét và đối diện với sự kỳ thị bao gồm luôn mất việc làm và có những ngôn ngữ thù ghét nhắm vào họ đây được xem là một trong những cái nhà... Đại sứ ủng hộ cho cái chính sách cực tả và ủng hộ cho hôn nhân đồng tính cũng như giới đồng tính tại Nam Hàn. Trong khi đó tại Nam Hàn là một xã hội bảo thủ và họ không chấp nhận cái việc mà gọi là đa giới tính và đây được xem là một trong những cái cuộc đối đầu và trong đó thì có sự đe dọa và do đó thì phía Nam Hàn đã cho tăng cường mạng lưới an ninh của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay trong khi đó thì nhân viên của phi trường đã ngăn chặn một chuyến bay của tổng thống Sri Lanka rời khỏi quốc gia công trong lúc đang có cơn khủng hoảng. Bản tin mới nhất cho biết là cái à, các sĩ quan đặc trách về di trú của Sri Lanka đã chính thức ngăn chặn một chiếc máy bay của người em trai của ông tổng thống này và bộ trưởng tài chính có tên là Basil Rajapaksa à, bay ra khỏi quốc gia vào ngày thứ ba sau khi mà những người biểu tình đã nổi giận về tình trạng à, kinh tế khủng hoảng trong nhiều thập niên qua và hiện vẫn chưa rõ là những người này à có thể đi ra được hay không đặc biệt là ông Rajapaksa là bộ trưởng tài chính của Sri Lanka nhưng ông này đồng thời cũng là quốc tịch Hoa Kỳ đang tìm cách rời khỏi quốc gia này ông ta đã từ chức bộ trưởng tài chính vào đầu tháng Tư sau khi có những cuộc biểu tình chống lại tình trạng thiếu xăng dầu, thực phẩm và những cần thiết khác và ông ta đã rời khỏi cái vị trí này từ hồi tháng 6 và người anh trai của ông ta là Gotabaya Rajapaksa cũng đã là uh, từ chức trong vai trò tổng thống vào ngày thứ tư sau khi mà dọn đường cho một chính phủ liên minh và sau khi có hàng ngàn người đã xông vào cái uh, nhà riêng của ông ta ở tại uh, uh, Sri Lanka đây được xem là một trong những cái uh, biến chuyển mới nhất và trong đó ông ta có thể sẽ bị bắt giữ và sẽ bị truy tố về tội lạm quyền và tạo ra hành động tham nhũng trong lúc mà ông ta gia nhập vào một vành đai một con đường của trung quốc và khiến cho sri lanka đi tới tình trạng gọi là vỡ nợ không có khả năng trả nợ đồng thời đã không có tiền để mua xăng dầu cung ứng cho người dân đây được xem là một trong những biến động chính trị lớn nhất tại sri lanka kể từ khi quốc gia này gia nhập vào một vành đai một con đường của trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Trong khi đó thì à, Tổng thống Philippines đã lên tiếng thúc giục là các quốc gia tranh chấp trong cái khu vực ở quần đảo Trường Sa là phải tôn trọng cái phán quyết của tòa án vốn đã được đưa ra từ năm 1900, từ năm 2016. Tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos đã lên tiếng và thúc giục ngày thứ ba là phải tuân thủ tất cả những cái phán quyết mà đã được đưa ra có lợi cho Philippines trong cái phán quyết năm 2016 và trong đó thì à, giữa lúc mà Hoa, Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ cam kết ủng hộ cho Manila nếu trường hợp bị tấn công vũ trang lời kêu gọi này đã được đưa ra và vào ngày à, hôm nay thứ ba trong một cái diễn đàn được xem là đánh dấu 6 năm kể từ khi mà có cái phán quyết của một cái à, tòa một cái tòa của Liên Hiệp Quốc gọi là United Nations Permanent Court of Arbitration. Đây là một cái tòa được xem là xét xử về những cái việc vi phạm tới cái luật biển UNCLOS năm 1982. Và trong đó thì Tổng thống Marcos của Philippines đã lên tiếng và kêu gọi các quốc gia phải tuân thủ luật lệ quốc tế trong việc tranh chấp trên chủ quyền của quần đảo Trường Sa, nơi đang có 5 quốc gia và một vùng lãnh thổ tranh chấp chủ quyền. 5 quốc gia gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, vùng lãnh thổ tức là Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái phản ứng đầu tiên của ông Ferdinand Marcos sau khi mà ông ta đã nhận chức và từng cam kết rằng sẽ có thái độ cứng rắn trong vấn đề chủ quyền biển đảo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, bản tin mới nhất liên quan tới tình hình Việt Nam là Nguyễn Đức Trung đã được đề nghị giảm án sau khi mà nộp 85 cái bằng khen cộng với 25 tỷ đồng, à, gọi là tiền mà gọi là giảm án. Và đây là một trong những cái tin mới nhất cho thấy rằng là à, có vẻ như Nguyễn Đức Trung đã đạt được cái... À, à, đã đạt được cái... À, thỏa thuận với lại viện kiểm sát sau khi mà ông ta và gia đình của ông ta đã nộp 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đồng thời là Nguyễn Đức Trung đã đưa ra tổng cộng 85 cái bằng khen để có thể được giảm án và hành động này được xem là sử dụng công trạng để được giảm án một điều mà chỉ có xã hội cộng sản mới có. Còn hầu hết các quốc gia khác nền luật pháp của họ không thể bị giảm án bởi vì có những cái công trạng và được bằng khen. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, một trong những nhân vật từng giúp cho bà Nguyễn Phương Hằng trong việc mà tìm cách xâm nhập vào tài khoản của một số nghệ sĩ, của một số người tại Việt Nam trong vấn đề mà gọi là có những cái livestream của bà Hằng à, chửi bới ở trên mạng YouTube. Nhân vật này là Nhâm Hoàng Khang. Bây giờ đã chính thức đã bị cáo buộc tội tống tiền lên tới 500 triệu đồng. Theo bản tin cho biết thì Nhâm Hoàng Khang đã xâm nhập vào một cái trang gọi là cái trang cờ bạc mà trong đó đã tống tiền lên tới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên thì cuối cùng ông ta đã nhận được khoảng 500 triệu đồng và chủ trang này là một cái trang được xem là cờ bạc bất hợp pháp. Tuy nhiên nhân vật này đã không được nêu tên trên báo chí tại Việt Nam mà họ chỉ nhắm vào Nhâm Hoàng Khang. Theo cáo buộc thì năm 2021 Nhâm Hoàng Khang đã xâm nhập vào dữ liệu máy tính của đường dây cờ bạc và đã yêu cầu chủ trang này cung cấp 500 triệu mỹ kim nếu không sẽ báo công an và giờ đây thì Nhâm hoàng khang đã bị cáo buộc tội xâm nhập tài sản người khác một cách bất hợp pháp và tống tiền tuy nhiên người chủ trang mạng cờ bạc này lại không được nêu tên bởi báo chí và không biết nhân vật này có liên hệ gì với công an hay không tuy nhiên thì đây là một cái trang đường dây cờ bạc bất hợp pháp và nhân vật này đã không được nêu tên ở trong cái cái, cái báo chí của việt nam Cùng một lượt thì ở tại Việt Nam lại có một hacker là rao bán cái dữ liệu của à, trường học của khoảng 30 triệu người Việt. Đây là một trong một à, cái tin mà lá cải phía Việt Nam đăng lên và cho thấy rằng tình trạng mà xâm nhập vào tất cả các cái hệ thống của trường học và các cái cơ sở của chính quyền cai trị trở nên lỏng lẻo và không đủ khả năng bảo đảm an ninh khiến cho hacker dễ dàng xâm nhập. Một trong những cá nhân vật có có cái uh, nickname là Merly Odas đã đăng trên diễn đàn hacker ngày 8 tây tháng 7, trong đó thì họ nói rằng họ đang có trong tay khoảng 30 triệu dữ liệu của người Việt mà họ lấy được từ trong các cái điện uh, các cái trường học, trong đó bao gồm cả cái uh, tên uh, uh, cái username và cái uh, email cũng như là số điện thoại, có cả ngày sinh, trường học và địa chỉ cũng như là uh, những cái tài liệu liên quan tới cá nhân và đây được xem là một trong những cái uh, À, và dữ liệu đã được đăng ở trên trang hacker và bán với giá là 3.500 mỹ kim cho ai muốn mua và có hứng thú với những cái dữ liệu này. Đây được xem là một trong những cái trò gọi là hacker mới nhất tại Việt Nam và công an Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Cùng một lượt thì liên quan tới vụ mà cựu thiếu tướng cảnh sát biển nhận hối lộ của những trùm buôn lậu về xăng đã lên tiếng mô, mô tả là tên trùm buôn lậu này rất hiền lành tử tế ok trong bản đa, bản đa khai của cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng 4 là lê văn minh đã lên tiếng và ca ngợi tên trùm buôn lậu xăng là phan thanh hữu là một kẻ hiền lành tử tế và nói thỉnh thoảng vẫn nhận được tiền ai vẫn nhận được quà của trùm buôn lậu chứ không phải là ăn chia trong tiền tham nhũng. Đây được xem là vụ án tham nhũng lớn nhất của cảnh sát biển Việt Nam liên quan tới việc mà 198 triệu lít và xăng lậu lậu đã được buôn bán và những cảnh sát này không những được chia quê hồng được hùng vô vốn và còn được trả tiền hàng tháng và lê văn minh thừa nhận là có nhận tiền từ phan thanh hữu và nói rằng đây là tiền quà cáp chứ không phải là tính chất chia theo tháng đây được xem là một trong những vụ án đang gây chú ý tại việt nam về tình trạng cảnh sát biển ngoài việc mà thu tiền bảo kê với các ngư dân ra thì họ còn đảm trách luôn việc bảo kê cho những thành phần buôn lậu ở trên mặt biển. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, Bộ trưởng của ngành công thương đã lên tiếng và nói rằng nếu đóng cây xăng vì thiếu xăng cung cấp và trong vòng 2 ngày không mở cửa sẽ bị xử phạt nhiều cây xăng tại việt nam đã phải đóng cửa vì không đủ tiền nhập cảng xăng và à, à, chứa đầy trong cái bồn của họ để cung cấp cho người dân và bây giờ thì bộ công thương lên tiếng và khẳng định những công ty nào và những cây xăng nào mà không à, mở cửa cung cấp xăng trong vòng 2 ngày thì sẽ bị phạt vạ rất nặng đây được xem là một trong những cái xác à, lệnh của bộ công thương đưa ra nhằm để mà họ gọi là ngăn chặn tình trạng lợi dụng giá xăng tăng cao và các cây xăng đã không có đáp ứng được cái nhu cầu cung cấp nguồn xăng cho người sử dụng và với tình trạng là bị lỗ và vì vậy mà họ tìm cách đóng cửa nhưng mà phía Bộ Công Thương không cho phép. Cây xăng nào đóng cửa trên 48 tiếng đồng hồ đều sẽ bị phạt vạ bất kể lý do họ là xăng không có trong bồn hay là có trong bồn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký vào buổi chiều. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!